25 mét bên phải đường đó, chờ nhau đó, lạc nhau trong cái sương mù sáng sớm của Huế. Tàu cập bến. Rồi tàu sân ga. Chuẩn bị xuất bến. Trời vẫn mù sương, 8 giờ sáng trời vẫn mù sương. Em tiện coi tàu sân ga Huế. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Đã 16 Tết rồi. Nắm ghê chưa? Huế còn nắng được 2-3 ngày nữa. Dạ. Như vậy là Tết này là lạnh. Cuối năm bà con có những ngày tuyệt vời đẹp để du xuân, để mua sắm cũng như bà con mua bán hoa xuân, khá là tiện lợi trong những ngày qua. Dạ, em đang có mặt tại đường Lê Lợi sau khi rời sân ga. Những ngày qua trời Huế sương mù vào sáng sớm, khá là muộn. Dạ, 8-9 giờ đâu hết sương, nắng mới lên bà con. Ở nơi thu hút nhất thời điểm hiện nay đó chính là biết quốc học. Dạ, cũng là hình ảnh rồng năm giáp thìn, Lượng Long, Sông Long. Bà con đang chip in đó. Rất là đông vào giờ sớm nữa đó. Và hồi hoa xuân, hồi xuân thành phố Huế cũng được tổ chức bên công viên. Hoa khắp nơi, hoa tràn ngập thành Huế. Ông chào mùa xuân năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày 26 Tết.
Dạ, và tiệc ngày hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2024, dự báo thời tiết Huế từ 21 đến 30 độ C. Dạ, trời nắng nha bà con. Đây này về rất tiện cho bà con đi lại mua sắm đó. Du xuân, dạ. Sáng sớm và chiều tối thì có sương mù, trời se se lạnh nhẹ. Nhiệt bây giờ là 22-23 độ, chốc lát nó sẽ tăng cao vì lúc này thì trời đang còn sương. Ngã tư đường phố Hà Nội, cầu Phú Xuân. Con đường này là con đường xanh đẹp nhất Huế đấy, và đường Lê Lợi. Và em nghe hình như Huế cũng đang vừa đón nhận cái thành phố festival xanh sạch nhất ASEAN đó. Và Huế ASEAN như có 10 nước, 11 nước chứ đâu. Hiện tại thành phố Huế vẫn đứng đầu trong cái lĩnh vực xanh sạch, thành phố du lịch festival. Trời xuân, những ngày xuân ngày Tết thì sương mù, trời se se lạnh. Đi xung quanh là hoa. Gợi nhớ Tết năm xưa. Năm nào có Tết nhưng mà lại đi hôm nay lại nhớ Tết năm xưa, không biết là từ lúc nào luôn. Xuân này là nhà xuân xưa đó. Đường Lê Lợi sẽ còn đi nữa nhưng mà em à, cũng có thông tin bà con thăm Huế nha. Wow, sương mù trên dòng sông Hương. Bên đi nhìn qua bên kia thấy đường luôn. 8 giờ sáng đó bà con, sương còn mù đó. Trời đi ngang nóng 6 giờ bà con ra đường là nhìn sương mù mịt đó. Cách đây khoảng 15 mét lắm thấy đường đó, chờ nhau đó. Lạc nhau trong cái sương mù sáng sớm của Huế. Mù mịt hết lắm, xa xa chờ chi cả. Nhìn xuống dòng sông thì thấy một màu sương, mang sương. Người đi ngày càng đông, hướng về địa điểm các chợ á mọi người, nhà mua sắm quá bờ tết. Còn phương tiện thì về Đông Ba, hướng bên Đông Ba lên nhiều, như đi về lại cũng nhiều, đông người. Trương Dương, tuyến đường phía sau của chợ Đông Ba. Đầu đường là bên cạnh cầu
Trường Tiền. Đó, khu vực này là chợ hoa quả bà con mua bán. Trời ơi, mù sương, trời còn mờ hết sương. Dạ không, em mua đây thì mịt mù hơi sương. Trời, dạ đây nhìn qua đập đá là bây giờ không thấy chi luôn, mù lắm. Và chiếc thuyền chạy trong sương. Trong mờ sương. Và xem phố chợ sáng nay có chi rồi. 26 Tết, những ngày giáp Tết, cần Tết Tết rồi. Hoa quả bày bán ngày càng nhiều hơn. Những loại chuối xanh có kịp Tết không? Tôi có nhiều nhiều năm tôi thấy bà con buôn bán nhiều lúc chuối như những ngày nay đã chín vàng, tôi sợ không bán được. Về đơm là nó chín sớm, chuối chưa về đó. Dạ, chuối ngay cần Tết sát giáp Tết người ta bắt đầu mới xuống vườn, thả vườn về chợ. À, đây là trái cây, gian hàng lớn trái cây. Quả Phật thù cũng được bà con mua trứng cũng khá là được trong những năm qua, có mùi thơm, có hình dạng đẹp là thị trường mình đi có cái bưởi đỏ nó mà mình đây phải bán đó. Dạ, bưởi đỏ rất là đắt đỏ đó. Sắc đẹp và có hương thơm ngào ngạt. Giờ đi cẩn thận. Đông như Tết. Dạ, chờ đông ba từ phía sau. Hàng có ăn nơm nớp luôn. Gòn đẹp ngang nắp. Bây giờ vừa chờ đông ba. Dạ, đường vào lội ra, hoa trưng bày rất là nhiều, ngang nắp gòn gàng lắm. Chờ đông ba bây giờ mọi người. Đó, gian hàng nào có số điện thoại địa chỉ, không khéo mà giao hàng tận nhà luôn đây. Dạ. Rất là đẹp luôn, để xứng tâm chờ du lịch đó. Bà con đi chờ vừa được mua sắm và vừa được ngắm chờ này, chứ không phải là để mua để sắm. Chờ lớn đó ba, cái chí cũng có, món gì cũng có. Đi ngược, người đi xuôi, kinh doanh làm ăn buôn bán. Tết về thì hàng Tết đầy ắp. Yeah. Cột số 5. Beep, beep, beep.
Dạ Huệ, khi trời con mơ hết sớm 8 giờ sáng ngày ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024. Hội chợ Đông Ba đông đúc, nhiều mặt hàng bán Tết, như người đi cũng rất là sớm mua sắm ba bữa Tết. Dạ. Vậy tuyệt vời, hình đáng con nắng ấm đẹp, tuyệt vời đẹp đó. Trong những ngày qua như nhiệt độ ngày hôm nay từ 21 đến 30 độ C, trời nắng rất tiện cho bà con làm ăn buôn bán cuối năm, như người đi lại mua sắm. Chào và hy vọng bà con biết thêm Huế cùng em ngày mới hôm nay. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục về để mọi người nhìn thấy nằm về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em xin kết thúc video. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ, một lần nữa em xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Dạ, em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Huỳnh Thúc Kháng, bên dòng Đông Ba. Trời còn mờ hơi sương.